cây lộc vừng ra xem nào. Một này, chỗ này mấy bông nữa đây. Hai, ba, bốn, năm, năm bông hoa rồi. Chỗ này nè, sáu, bảy, bông thứ bảy to đẹp thế. Chỗ này ba bông nữa là mười, cây lộc vừng ra mười bông hoa để chúc mừng chị Nhí đây, thi đỗ trường chuyên Hà Nội Amsterdam đây. Năm nay là chị Nhí vào lớp 10, năm học 2021 2022 đây. Rồi bạn chim kia bay đi đâu rồi không ra hót nữa. Chúc mừng chị Nhí đi.